cách đây dăm tháng tôi trúng tuyển vào một công ty nước ngoài với mức lương hứa hẹn khá cao sau bao ngày vất vả long đong thất nghiệp thì đây quả là tin vui lớn bởi thế tôi đã rủ hội bản thân toàn những thanh niên chưa vợ như tôi để đi nhậu thế rồi sau khi nhậu là một trầu vui vẻ lần đầu tiên làm cái chuyện đó tôi chỉ thấy nhột và không thích thú chút nào thế nhưng sự chia sẻ thật thà của tôi bị bọn bạn trêu chọc thanh niên thành phố mà sao quê thế người ta nói thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly bị đưa đẩy bởi ý nghĩ đó tôi quyết định thử lại lần thứ hai và lạ thay Lần này tình hình đã khác hẳn cũng có thể cô gái mà tôi gặp hôm đó là một người khéo léo và có kinh nghiệm. Lần trải nghiệm thứ hai này đem đến những cảm giác đê mê mà tôi chưa từng hưởng thụ trong đời. Dần dần tôi đầm ra nghiện món đó. Khá nhiều tiền bạc của tôi đã ra đi vì cái đam mê này. Đôi lúc tôi cũng có trải nghĩ về cô người yêu mà tôi biết chắc là rất mực thủy chung của mình. Xong tôi lại tặc lưỡi, đây không phải là quan hệ nam nữ, mình vẫn trung tình. Quả là tôi đã nghĩ như thế trong một thời gian dài, bạn tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi đều từng nghe những câu chuyện về lây nhiễm các bệnh xã hội do quan hệ ngoài luồng, thiếu an toàn nên còn lấy làm tự mãn vì mình đã vui chơi, có hiểu biết. Đầu ngờ, chính mình đang còn hỏng kiến thức về an toàn tình dục mà không hề biết. Đi đêm lắm, cũng có ngày gặp bệnh, tôi cũng không biết chắc tôi đã bị lây bệnh từ khi nào. Xin chào quý khán giả của kênh Tiền Phong TV. Quý vị đang theo dõi talk show thì thầm bên gối của báo Tiền Phong điện tử được xuất bản vào tối thứ sáu hàng tuần số này của chúng ta có chủ đề là oral sex và bệnh ung thư chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề có lẽ cũng chưa thật là sự là quen thuộc với mọi người đó là khái niệm oral sex hay là quan hệ tình dục bằng đường miệng hình thức quan hệ tình dục có vẻ như vô hại này lại có thể dẫn đến một căn bệnh nguy hiểm như là bệnh ung thư tại sao vậy Chúng ta sẽ có câu trả lời đó cùng với sự tư vấn chuyên môn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Bắc, trưởng khoa năm học và y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Bắc và xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình này. Vâng, xin chào chị Võ Hồng Thu, xin chào quý vị khán giả của chương trình Thì Thầm Viên Gối. À, thưa phó sư tiến sĩ của hai bắc khái niệm oral sex hay là quan hệ tình dục đường miệng bấy lâu nay có vẻ như vẫn là một đề tài gai gai ít được nói đến trên các phương tiện truyền thông có lẽ bởi vậy mà người ta cũng dễ nhầm tưởng về cái phương thức quan hệ tình dục này cho là nó an toàn vậy thì từ góc độ y học phó sư tiến sĩ có thể cho chúng tôi được biết à, bản chất của mối quan hệ oral sex này là gì khi mà chúng ta nói đến cái oral sex với lại quan hệ tình dục qua đường miệng ấy, thì có lẽ rằng đối với cái thế hệ mà tôi với chị Thu thì nó rất xa lạ đúng không ạ? <laughs> trong cuộc đời thì tôi không biết chị Thu thế nào nhưng tôi thì tôi chưa từng làm cái đó bao giờ cả. Bởi vì tôi tôi thường quan niệm với này này, à, mình sinh ra cái miệng là để nói lời hay ý đẹp, sinh ra cái miệng là để vì thưởng thức thẩm và thức ăn ngon. chứ mình không sinh ra cái miệng để mình làm cái chuyện đó. chính vì vậy mà tôi nói ra trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi sử dụng đến cái đó để cho ăn sách cả. Và tôi cũng tin là cái thế hệ mà từ 7X trở lên đối với chị em mình là thường là nó rất xa lạ. Đúng không ạ? Tuy nhiên cái câu chuyện thì nó đã rất là ngược lại là đối với thế hệ trẻ thì gần như đây là một phần không thể thiếu được trong cái trong cái đời sống hoạt động tình dục của họ vì hàng ngày khi mà tôi ngồi tôi khám ấy thì tôi mới thấy rằng là khi mà hỏi về những vấn đề mà về, về 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 tình dục ấy thì mới thấy rằng là rất là giật mình là các bạn trẻ bây giờ là năng động và nhạy cảm lắm gần như tất cả những cái văn hóa những cái thứ mà 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 văn hóa kể cả văn hóa về mặt tình dục cũng được du nhập rất là nhanh nếu như là trước đây như tôi nói là tôi với chị thì cảm thấy rất là xa lạ về cái khái niệm về oral sex hay quan hệ tình dục qua đường miệng thì với các bạn trẻ thì nó lại một phần không thể thiếu được trong cái chuyện đó gần như đối với các bạn trẻ trong tất cả các cái hoạt động quan hệ tình dục thì bao giờ cái oral sex cũng là một phần trong cái chuỗi cái hoạt động đó mà theo các bạn thì đấy là một cái phần mà cũng nó làm tăng thêm cái thi vị cho cái cuộc yêu của các bạn lên rất là nhiều nó là một trong những cái động tác mà không thể thiếu được trong cái dạo màn dạo đầu cho một cái cuộc quan hệ tình dục của các bạn chính vì vậy mà mà, mà 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 đôi khi đôi khi nó để lại những cái hậu quả rất là nặng nề cho cho cho, cho các bạn về mặt tình dục học. Chị hình dung rằng là à, khi mà nói về về chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng là về mặt an toàn tình dục thì tất cả gần như chúng ta đều biết rằng là An toàn tình dục khi mà quan hệ giao hợp, khi mà giao hợp, thì tất cả mọi người đều biết sử dụng một cái bao cao su như một cái lá chắn để bảo vệ cho cái chuyện an toàn này. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng đến quan hệ qua đường miệng thì lại rất ít khi chúng ta sử dụng bao cao su để làm phương tiện lá chắn. Và chúng ta nghĩ rằng là và mọi người thường nghĩ rằng là cái đó là nó vô hại, nó không lây truyền giống như là qua các đường khác. Chính vì đấy là một cái phần mà 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 mà, mà rất là nguy hiểm của cái quan hệ tình, tình dục qua đường miệng mà làm cho người ta không đề phòng, người ta không chủ động phòng tránh các cái lan truyền, các cái lây truyền cũng như là các cái hậu quả của nó. Tôi có nhớ một cái câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh là cây đổ về nơi không có biết dù, có nghĩa là khi mà người ta uh, chủ quan nhất thì người ta cũng sẽ dễ mắc phải những cái sai lầm và dẫn đến những cái hậu quả tai hại. Vậy thì uh, theo bác sĩ Nguyễn Hải Bắc, các cặp đôi có nên cảnh giác với cái hình thức quan hệ oral sex này không? À, thực ra thì các bạn nên hay không nên thì nó tùy thuộc quan niệm của từng người, quan niệm của từng cá thể bản thân, quan niệm của đối tác. Làm sao mà nên hay không nên thì cái việc mà quan hệ có qua đường miệng hay không là các bạn phải có cái sự thống nhất ở giữa bản thân với lợi đối tác của mình. Tuy nhiên thì một cái điều mà rất cần phải nhớ đấy là các bạn hình dung rằng là quan hệ qua đường miệng nó cũng có thể gây ra những ảnh hưởng nó cũng có thể gây ra những tai hại giống như là quan hệ qua các đường khác ví dụ như là qua đường âm đạo ví dụ như qua đường hậu môn vì vậy mà chúng ta không được nghĩ rằng là quan hệ qua đường miệng mà là không vô hại Chính vì vậy mà chúng ta khi mà quan hệ tình dục qua đường miệng chúng ta vẫn phải áp dụng những biện pháp an toàn về, về tình dục giống như là qua các cái đường khác đặc biệt là trong vấn đề mà phòng tránh các cái lây nhiễm qua đường tình dục thì chúng ta phải biết sử dụng bao cao su, tránh uh, chúng ta phải biết uh, uh, chọn thời điểm chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể sử dụng cái đường này, nó giống như là những đường khác mà vô hạn. À, chắc là chọn đối tác không được quan hệ uh, bừa bãi đúng không? Khi quyết định uh, orange sex thì một các bạn tình cần phải có những cái lưu ý gì? Theo bác sĩ chúng ta cần phải lưu ý rằng là oral sex cũng giống như là tất cả các đường khác nó đều có thể gây hại nguy hiểm cho chúng ta rất là nhiều trong cái vấn đề mà phòng tránh các lây truyền qua đường tình dục chính vì vậy mà khi mà chúng ta quyết định oral sex thì chúng ta một vẫn phải tuân thủ các cái biện pháp an toàn một là chúng ta phải um, tình dục an toàn trung thủy như chị biết rằng là tình dục an toàn trung thủy là một trong biện pháp tốt nhất để chúng ta phòng tránh các lây nhiễm qua đường tình dục thế thì cái thứ hai là chúng ta cần phải sử dụng các cái phòng tránh bao cao su một cách rất là chính xác để chúng ta phòng tránh đặc biệt trong những trường hợp mà à, phụ nữ mà or sex cho nam giới chúng ta thấy rằng là thế này um, chúng ta thấy rằng là một cái việc rất là đơn giản khi mà nam giới đi à, tìm đến những cái dịch vụ để thỏa mãn bản thân ấy, thì nếu mà ta giao hợp là nam giới và cũng như là cô các cô gái dịch vụ tự biết chủ động sử dụng bao cao su. Tuy nhiên là khi mà nếu mà chúng ta họ tiếp cận với nhau bằng đường miệng ấy, thì lại không ai có thể sử dụng bao cao su và họ tin rằng là đấy là hoàn toàn bình thường và không vô hại. Nhưng mà chị thử tưởng tượng như thế này, một cô gái làm dịch vụ cô có thể oral sex cho khoảng 10 người nam giới trước khi mà cô oral sex cho mình. Thế thì trong 10 người nam giới đấy kiểu gì cũng xác suất có một vài người ta đã có bệnh. Thì cái bệnh đấy thì rất khó có thể loại trừ. Và khi mà cô đã oral sex cho một cái người có bệnh rồi Thì trong cái khoang miệng của cô thì nó cũng đã chứa đầy các cái tác nhân gây bệnh rồi Và bây giờ cô lại vào cô oral sex cho mình Thế là vô hình dung là một cái mình đang tưởng tượng là rất an toàn Thì hóa ra bây giờ lại các khả năng nguy cơ giống như là giao hợp bình thường Vì vậy mà chúng ta hình dung là trong khoang miệng của chúng ta ấy, Nó chứa rất nhiều loại vi khuẩn Thậm chí cái số lượng vi khuẩn nó còn nhiều hơn cả số loại vi khuẩn ở trong các âm đạo của chúng ta Thế thì nếu mà chúng ta vô hình dung là quan hệ qua đường âm đạo thì chúng ta biết dùng bao cao su Trong khi đó qua đường miệng thì chúng ta gần như là chúng ta không bao giờ sử dụng đó Mà khoang miệng bản chất nó là một cái dịch tiết của cơ thể Nó cũng chất chứa rất là nhiều tác nhân gây bệnh Đặc biệt sau khi mà phơi nhiễm, khi mà chúng ta oral sex cho những người mà có bệnh trước đó rồi Vì vậy mà cái điều thứ hai khi mà chúng ta thực hiện với oral sex chúng ta phải đảm bảo được có các biện pháp phòng tránh rất là hữu hiệu để làm chuyện đó thì cái thứ ba là chúng ta phải đảm bảo được rằng là cái khoang miệng của chúng ta phải sạch không bị bệnh ví dụ khoang miệng của chúng ta đang trong giai đoạn viêm lở loét có rất là nhiều thứ mầm bệnh mà do cái nguồn vi khuẩn tại chỗ nó gây nên thì nếu mà chúng ta lại oral sex cái đấy thì chúng ta vô hình dung chúng ta lại đưa cái nguồn vi khuẩn vốn có trong khoang miệng nó vào nó lây truyền nó gây viêm nhiễm cho cho, cho 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 cho, chúng ta vì vậy mà khi mà tiếp cận với những đối tượng mà đến khám về các cái lây truyền qua đường tình dục ấy, thì ba cái yếu tố mà ao, cái yếu tố mà quan hệ tình dục qua đường nào là cái việc rất là quan trọng mà bác sĩ cần khai thác ví dụ bệnh nhân vào đến cho khoa tôi là bao giờ cũng phải nói rằng là quan hệ đối tác của bạn là ai nam hay nữ bởi vì rõ ràng là nếu mọi người bị mắc các bệnh lây truyền qua tình dục mà quan hệ với tình dục với một người nam giới thì cái câu chuyện nó lại khác cái hệ vi khuẩn nó sẽ khác nếu mà nói quan hệ với lại người phụ nữ nó lại khác à, nếu quan hệ qua đường uh, âm đạo thì cái hệ vi khuẩn nó lại khác quan hệ qua đường hậu môn cái hệ vi khuẩn nó lại khác và quan hệ qua đường miệng thì cái hệ vi khuẩn nó lại khác. Ngoài những cái tác nhân mà lây truyền qua đường tình dục mà chúng ta biết, ví dụ như lậu, như clamidia. Ví dụ một người à, đến khám vì một cái lây truyền qua đường tình dục mà chúng ta chẩn đoán rằng là bạn này đang bị cái viêm điệu đạo do lậu. Thế nên nếu mà khi hỏi ra mà chúng ta thấy rằng nó có cả quan hệ qua đường miệng, lây truyền qua đường miệng thì ngoài những vi khuẩn đấy lậu đấy ra chúng ta cần phải điều trị thêm cả những vi khuẩn mà vốn có từ trong đường miệng của người ta thì có thể gây vào hoặc tương tự như vậy nếu một cái người mình bị cái lây truyền cơ đường tình dục khi mà quan hệ qua cái đường hậu môn ấy, thì ngoài những tác nhân chính mà chúng ta phát hiện ra ví dụ lậu hoặc là là, thì chúng ta vẫn phải điều trị theo những cái thêm cả những cái vi khuẩn mà vốn có trong hậu môn là những vi khuẩn đường ruột nó có thể vào nó lây nó gây viêm cái niệu đạo của mình và chúng ta phải điều trị theo tác nhân đấy cho nên là cái đường quan hệ tình dục là cái yếu tố rất là quan trọng giúp cho chúng ta định hướng để lựa chọn những cái loại kháng sinh phù hợp với những cái loại vi khuẩn để chúng ta có thể điều trị thành công hay không trong những cái ca bệnh như vậy. Như là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ, uh, oral sex, quan hệ tình dục bằng đường miệng, tưởng như có vẻ an toàn nhưng hóa ra nó lại có thể là nguyên nhân gây ra rất là nhiều những căn bệnh nguy hiểm. Uh, oral sex có thể gây ra ung thư không? Có chứ, bởi vì chúng ta thấy rằng là quan hệ tình dục qua đường âm đạo cũng có thể gây ra ung thư âm đạo của tử cung cho người phụ nữ, quan hệ tình dục qua đường hậu môn cũng có thể gây ung thư qua trực tràng, rồi đường tiêu hóa cho người nam giới. Thế thì chúng ta quan hệ tình dục qua đường miệng thì chắc chắn nó cũng có khả năng gây ung thư qua đường miệng. Bởi vì như thế này chúng ta thấy rằng là một trong những cái loại virus mà lây truyền Có hoạt động tình dục rất mạnh đấy là HPV. HPV là một cái loại virus gây ra u u nhú ở người. Thế thì nó được lan truyền, lây truyền một cách trực tiếp qua cái hoạt động tình dục. Thế thì bất kỳ khi nào mà chúng ta bị nhiễm cái loại virus đó là chúng ta phải đối mặt với các nguy cơ mà phát triển thành những khối u. Chúng ta thấy rằng là trong cái virus HPV này nó có khoảng hơn 100 cái tuyếp khác nhau. Có một số tuyếp thì nó gây nó lành gọi là lành tính tuy nhiên nó rất hay tái phát có thể tái phát đi tái phát lại gây ra những u nhú trong cơ thể của chúng ta mà bản chất xét nghiệm nó chỉ là sự quá phát lành tính thôi tuy nhiên thì không phải trường hợp nào cũng may mắn như thế một số cái tuyếp thì nó lại gây rất là ác tính nó gây u nhú nhưng mà nó lại từ đó để tiến triển phát triển thành một cái ung thư vì vậy mà chúng ta nhiễm HPV là chúng ta phải đối mặt với nguy cơ để trở thành ung thư người ta theo thống kê thế thì khi mà chúng ta quan hệ con từng tình dục qua đường âm đạo chúng ta có thể nhiễm HPV quan hệ qua đường hậu môn thì chúng ta có thể bị nhiễm HPV ở vùng 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 hậu môn trực tràng và quan hệ qua đường miệng thì chúng ta cũng có thể nguy cơ bị nhiễm HPV ở vùng hầu họng. Theo thống kê thì người ta thấy rằng khoảng độ 10% nam giới bị nhiễm HPV ở trong hầu họng. Đặc biệt là những đối tượng mà nam giới quan hệ với lại nam. Thế và khoảng độ 3% chị em phụ nữ bị nhiễm HPV ở trong khoang học của mình. Thế thì đò điều đó là chất chứa những cái nguy cơ bị ung thư rất là lớn và người ta thấy rằng là khoảng 70% những người mà bị có cái khối u à, bị nhiễm cái HPV này ở vùng hầu họng này thì có khả năng tiến triển thành ung thư vùng hầu họng. Thế thì chúng ta thấy rằng đây là một cái câu chuyện rất là lớn mà chúng ta thường là không để ý đến và chúng ta không quan tâm đến nó. Chúng ta nghĩ rằng là tình dục qua đường miệng thì là vô hại nhưng thực tế nó để lại những cái hậu quả rất là nặng nề. À, và đôi khi là chúng ta chỉ chăm 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 chúng ta lo lắng Rằng chúng ta phòng tránh cái quan hệ tình dục với những cái vơi viêm nhiễm cấp Ví dụ như lậu, ví dụ như calamida, vùng họng Tuy nhiên thì chúng ta lại rất ít khi để phòng tránh lại, lại quan hệ qua tình dục Và phòng tránh các cái nguy cơ các bệnh lý ung thư Mà trong khi đó phòng tránh sự lây nhiễm của HPV là một cái yếu tố rất là quan trọng Để chúng ta giảm thiểu được cái tỷ lệ mà có thể bị ung thư Sau cái hoạt động tình dục mà không an toàn như vậy có lẽ khi mà cái, cái chương trình này đưa ra một cái tin rất là sốc Bởi chả ai nghĩ đời rằng là tình dục nó gắn liền với cái đời sống của chúng ta Từ cổ xưa đến giờ tự nhiên bây giờ nó phát sinh ung thư Nhưng đấy là một thực tế Chính vì vậy mà bất kỳ khi nào chúng ta tiếp cận với tình dục Thì chúng ta cũng phải đặt một cái vấn đề rằng tình dục an toàn lên hàng đầu Và để giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm các bệnh đi truyền qua đường tình dục Cũng như các ung thư này Thì có lẽ rằng chúng ta cũng phải thay đổi lại cái thói quen và tình dục nếu mà chúng ta vẫn còn duy trì một cái thói quen là tình dục lang trạ như thủy tổ của chúng ta ngày xưa là người của chúng ta ấy, thì lúc bây giờ thì rất khó để chúng ta phòng tránh được cái này. Vì vậy mà đây là những cái cái mà vấn đề uh, sức khỏe cộng đồng rất là lớn đòi hỏi chúng ta phải có những cái chương trình nâng cao những nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng của các hoạt động tình dục mà không an toàn nó có thể dẫn đến những cái hậu quả mà vô cùng là là nặng nề cho sức khỏe của chúng ta chứ nó chứ không đơn thuần chỉ là những vấn đề mà thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình vậy thì để phòng tránh nguy cơ ung thư do quan hệ oral sex đem lại thì chúng ta cần phải làm gì chúng ta biết rằng thủ phạm chính để gây ung thư mà do cái hậu quả tình dục không an toàn đấy là nhiễm HPV thế thì um, nó nằm trong những cái chương trình nó giống như là cái chương trình phòng tránh ung thư nói chung Thế thì việc đầu tiên chúng ta phải phòng tránh không để lây nhiễm HPV trong cộng đồng. Thế thì có mấy cái biện pháp mà chúng ta vẫn từng áp dụng. Một là chúng ta phải sử dụng vaccine. Chúng ta tiêm vaccine đúng thời điểm cho tất cả những đối tượng mà chưa từng bao giờ được, uh, chưa từng quan hệ tình dục. Có nghĩa là từ khoảng 12 đến 14 tuổi theo khuyến cáo thì chúng ta chủ động tiêm phòng vaccine. Mặc dù chúng ta biết rằng là có khoảng hơn 100 cái tuyếp hpv khác nhau có một số tuyếp thì hay tái phát có một số tuyếp thì hay gây ung thư và chúng ta đã có vaccine để phòng chống khoảng cái tuyếp phổ biến uh, có khả năng gây ung thư uh, ở người đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư ung thư âm đạo thế chúng ta đã có vaccine để phòng tránh những cái loại tuyếp đó rồi thì chúng ta chủ động tiêm phòng vaccine cho tất cả thanh niên cũng như là phụ nữ uh, trẻ trai À, các bạn à, nam cũng như bạn nữ trong cái độ tuổi mà cần phải tiêm phòng để chúng ta chủ động chuyện này. Cái thứ hai là chúng ta phải có những cái biện pháp mà tuyên truyền giáo dục về tình dục trung thủy và chúng ta phải thay đổi được quan niệm rằng tình dục lang trạ, bỏ được cái thói quen tình dục lang trạ đi thì đấy là một trong cái biện pháp mà để thực hiện phòng tránh lây nhiễm à, HPV trong cộng đồng. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải coi cái hoạt động của tình dục qua đường miệng nó cũng rình rập rất là nhiều nhiều nguy cơ giống như là quan hệ tình dục qua đường các đường khác, ví dụ đường âm đạo hoặc đường hậu môn. Và một cái biện pháp tiếp theo là chúng ta phải chủ động sử dụng bao cao su đúng loại đúng cách. Chúng ta có các cái loại bao cao su, ví dụ bao cao su qua đeo cho dương vật, bao cao su đeo cho lưỡi thì chúng ta phải sử dụng những loại phù hợp để cho cái chiến lược mà phòng tránh các cái lây nhiễm này có hiệu quả qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì chúng tôi cảm thấy là cái thế giới tình dục quả thật nóng rất là mênh mông hơn cái sự hiểu biết của chúng ta rất là nhiều. Quan hệ tình dục bằng đường miệng hay còn có tên là oral sex thì tưởng là an toàn nhưng hóa ra lại tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ. Trong đấy có cả cái nguy cơ ung thư nữa. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.